cả nhà ơi, bữa nay ra vườn hái cải với cà chua cả nhà ơi. Cà chua quá trời chín luôn rồi nè, thấy ham quá ha, chín gì là ăn ngon lắm rồi đó. Để chín quá cái nó bị hư á. Bữa nay mời cả nhà đi ra vườn với mình nha. Sâu không rồi nè. Cải này nó còn non mà sâu không à. Hái chứ để sâu nó ăn hết. Cái này cả nhà. Ở bên chỗ giữ xe gì nhiều. Cải non nè. Anh Tâm hả? Cải đang nồm chưa? Sắm được. Cải được không? Cải này non lắm á. Nấu gì ăn? Xào bún gạo ăn ngon lắm á. Ngon nghe chưa? Chỗ gì nữa ta? Sâu quá rồi nên mình cắt. Để sâu nó ăn hết. Ăn một đêm là hết đám cải luôn á cả nhà. Lây dữ lắm. Giờ cắt hết luôn. Ở bên đây nè. Đó. Cây này quá trời bự luôn nè. Mà sâu nè. Đó, cả nhà thấy không? Vậy là tối ra nó ăn hết luôn. Nhất định là có con sâu màu xanh nó nằm đây nè. Có nè. Nếu bữa nay không ăn là sâu nó ăn hết. Trời, còn cái cây này quá trời bụi luôn nè. Nè. Lá này sâu không nè, thấy ghê quá. Mình không ăn là nó ăn liền á. Cảm ơn ha. Ngon ngon vậy, ăn rất là ngon luôn. Một rổ cải ngọt. Chua mà nó vậy nè cả nhà là ít một, mình ăn nó ngon lắm ha. Ăn cái này luôn đi. Đây. Trái ha. Bên đây nữa nè cả nhà. Đây nè cả nhà nó mới chín nè. Mới chín tới vậy nè. Mình hái để dành ăn ha, ngon lắm á. Hái luôn đi. Để cái mình đợi mấy trái kia chín nữa nó hư hết uổng lắm cả nhà ơi. Cà chua mình trồng là rất là quý luôn á. Đây, cải ha. Đây, hai trái nữa nè. Quá trời ngon luôn. Ngon ha. Trồng ở trong chậu lên cả nhà. Đây hai trái hồi nãy nè. Ngon quá. Cái cây bên này mình thấy nó bị héo rồi nên mình hái hết luôn cả nhà ơi, để nó héo uổng. Nó cũng khó lắm, nó có trái tới từng này rồi mà nó còn bị héo cây á. Giờ mình hái hết luôn ha. Nó mới héo mà không sao, giờ mình hái được không sao cả nhà, còn ăn được.
đây cây cà tím, à cà pháo cả nhà ơi, nè. Ôi như cái này bự nữa nè, bự gì chứ còn đâu cả nhà ơi, bự gì chứ còn đâu. Qua bên đây mình thấy ở qua cả nhà, cái vàng ở qua ở đằng trước nè, quá trời trái luôn. Có chín vàng luôn nè. Mấy hôm nay không có bịch luôn á. Cái gì? Nè. Ở qua nó chín vàng hết trơn rồi. Quá đây nè, trái này ngon quá trời ngon luôn nè. Đó, u nu. Lấy hết thôi. Lấy hết luôn. Bà ra hái hồ con đi, em quay cho. Nhờ sự trợ giúp của bà ngoại cả nhà, mình vừa quay vừa hái khó lắm, mà nó lâu nữa. Bà ngoại hái cho lẹ ha, tranh thủ hái. Bữa nay nhiều quá trời nhiều luôn á. À, tại vì mấy bữa trước mình không có ra, mình bịch lại á cả nhà, nên mấy con ong á nó chích chín vàng hết trơn á, nó chích là hư hết trơn luôn á. Mình phải ra mình bịch cho kịp thời thì nó không có sao. Mấy cái này mình bịt mình mới tháo ra đó, nhìn cái trái qua nó mướt ha. Còn không là nó nhỏ nhỏ là nó bị con ong chích hết nè. Đây như mấy trái này mình bịt lại vậy đó. Trồng bỏ qua mình thấy dễ lắm cả nhà ơi. Không có gì mà mình trồng sao nhiều trái lắm. Quá trời trái luôn đó. Đây cái vàng này ở đằng trước á là mình nhỏ nhỏ cũng nở hết. Nó cứ mình trồng vậy, mình cho nó bò lên là mình cạnh mình bịch lại là quá trời trái luôn cả nhà ơi. Ăn không hết luôn. Đó, mình mới trồng ở đằng sau mấy giây nữa, hái ở đây hết là mình ra đằng sau mình hái. Mình thích trồng bổ qua lắm cả nhà ơi, trái nó nhiều, hái thấy mê lắm. Quá trời luôn. Trồng bổ qua rất là dễ luôn cả nhà ơi, không có gì khó, không có phải thuốc hay là cái gì hết á. Trái thấy hàm luôn á, mình hái nhiều lắm rồi đó. À, ong nó chích nó vàng vậy đó cả nhà, với lại phần nó mấy trái đó chắc nó chín là nó già quá rồi mình mới hái á. Thì thấy ngon không, thấy mướt ha. Đó, cái này ủ qua xanh cắt luôn, hái một lượt luôn vậy cả nhà. Ồ đây nè, thấy ham không? Mình mê trồng bổ qua là vậy, quá trời trái luôn, hái sướng lắm cả nhà ơi. Bổ qua ăn cũng tốt cho sức khỏe nữa. Nó đắng, có nhiều người thì khó ăn, nhưng mà ăn được là tốt lắm cả nhà, tốt cho tim mạch. Đây mình lựa mấy trái vàng ra rồi, nhìn thấy mê ha. Đẹp ghê. Và bên đây mình có mấy trái bí nè, có được hai trái bí. Dây bí thì nó bò chung với cái vàng ổ qua luôn cả nhà. Nó có trái được hai trái, mình hái được hai trái bí ha, nấu canh bí. Ở nhà mình trồng rau làm bà ngoại ăn không hết luôn nha cả nhà ơi. Cứ bỏ tủ lạnh vậy đó. Ngày nào muốn ăn cái gì thì ăn. Đây hai trái bí. Ngon quá. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, sáng nay ra vườn thu hoạch quá trời rau luôn cả nhà ơi. Cái ngọt này nó non non vậy, ăn ngon lắm á. Chấm nước tương ha. Ổ qua nè, ổ qua bữa nay mình thu hoạch là hết rồi, ổ qua cả nhà ơi. Với được hai trái bí. À bí này mình mới trồng. Mấy trái cà chua đầu mùa nữa cả nhà. Cả nhà xem video thấy thích cho mình xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé nha. Chào cả nhà nha.